Khi thằng trai chở dâu về à, gia đình mình á, kiểu đón mừng á, thấy dễ thương, nhìn nó dễ thương, nhưng mà có một cái là ấn tượng là ốm đen, ốm dữ lắm. Thì cái tôi không dám nói, nhưng mà xã mình nó nói là trời, sao thằng trai mình á, mắt có nổi mù, mắt mù lợt ăn không, mà nó quen bé này á, dạt trước dạt sau không dính chỗ nào hết á. Cái nói anh đừng nói vậy, không sao, ốm nữa về đây hai đứa thương rồi á, hạnh phúc rồi đó, mình tốt lên là chồng chị liền, giống mẹ chồng liền, đẹp gái lắm, nó có duyên là nó cười, tôi thương nó cười vui vẻ, hờ dễ thương lắm. Nhưng mà giờ đâu có ốm đen đâu, Đó, giờ trắng tươi tròn quay. đó đó thấy không? À Chị cho em hỏi tí là chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không? Lần đầu tiên thì ra mắt mẹ chồng là đêm giao thừa, về thì cũng hồi hộp, cũng nghĩ là khó lắm, nhưng mà thật ra bước vô mà tiếp xúc với mẹ chồng được vài lần thì thấy mẹ cũng dễ chịu, chứ không có đến khó lên như người ta nghĩ. Lúc đó mình có nghĩ là mẹ chồng nghĩ mình đen với lại ốm không? Nó tại vì em mới có 16 tuổi à, cũng chưa có cái gì em mới 16 tuổi hả? 16 nữa hả? Trời ơi, em trai quen không 16. Vậy yêu từ năm mấy tuổi? Dạ quen từ 16 tới 20 rồi cưới. Em có đọc luật chưa? Cô lúc mà dẫn về như vậy thì mình thấy con gái mình nhỏ tuổi quá, cô có lo gì không? Cũng lo. À, sợ con trai mình nó mới lớn lên nó cũng hơi háo thắng, mình có kêu nói con má dễ lắm, má cũng ước con dâu sau này, nhưng mà con thương á, ở đâu má chịu đó à, nhưng mà con diễn từ từ, con quen con chở em đi chơi, con phải hỏi ba mẹ bển đàng hoàng, ông bà đàng hoàng, chứ con đừng có đi này nọ, má không có chịu con, tại má có con gái má cũng hiểu, cho nên hai đứa cũng dễ thương lắm. Những ngày làm dâu đầu tiên á, rồi con gái nó có lo nấu nướng phụ việc nhà hay như thế nào không cô? Dạ được hết, nó lo giúp việc phụ hết nhanh nhẹn lắm. Dạ. Nhưng có một cái đầu tiên thì có một cái là hay cãi, mẹ sai cái gì lấy cái nồi hoặc cái chảo gì đó, là tại vì mình làm thức ăn là mình nhắm được rồi, cái thức ăn đó vô cái nồi đó sẽ có rộng tí, thoải mái một tí. Dạ. Thì con nó thì nghĩ lấy cái chảo cái nồi đó vừa rồi. Mẹ má vậy được không má? Cái mình cũng gật đầu luôn, đại kệ chiều con đi, không sao đâu, rồi để cho nó để thức ăn vô nó sẽ thấy tràn ha, đầy dừa ha, thì nó sửa. Chứ giờ mình rầy cũng thấy thương. Tại vì con nó mới lớn lên nó cũng giống mình thôi, nó ngây thơ lắm. Tâm lý ha. Dạ, mình sống tâm lý lắm. Sửa, đúng không? Dạ, để tự dạ. Sửa chứ mình giờ nói thì sợ buồn. Dạ. Rồi con mình cũng trai nữa, nó nghĩ mình khó. Không dám nói, để cho con tự sửa. Hai mẹ con hợp nhau rồi, dạ, vấn đề gì nhất? Ha, em hỏi với má là thích ngọt, thích ai con nói chuyện cũng phải ngọt, thích đi ăn hàng. Thích ngọt, thích ăn hàng. Dạ, thích đi đây đi đó, em mà thèm món đó, ở nhà không ai đi, má đi ăn bún mắm bún liều, con má đi, dạ, chở má đi, hai má con cứ đi ăn. Hợp nhau vụ ăn quá, thật ra mà thật ra mẹ cũng muốn con dâu tròn rồi ha. Cái lúc ốm quá. Dạ em mà ốm là má hay chê, má nói là con ốm quá, con gái ăn vô. Con ơi ăn đi với con thích gì, trái cây gì má điện alo gì đó sẽ đem tới đây má mua cho con ăn. Dạ. Tại vì mình không có đi ra chợ thường được á, bệnh á, rồi giờ đi khỏe đỡ rồi. Ủa cô bị gì vậy cô hả? Cô bị mổ xương sống hả con? Dạ. Rồi lúc đó cô không có đi chợ được nữa, rồi cô cứ điện ta đem tới nhà đó. Có gì hết năm đó. Như vậy dạ. Có những cái gì mâu thuẫn gì xảy ra giữa hai mẹ con không? Dạ không, không có mâu thuẫn gì hết, không có gì thì hai mẹ con hợp đồng nhau nói và có tâm lý gì thỏa thuận nhau. Thỏa thuận là sao? Thí dụ như có chuyện gì con làm sai hay mẹ muốn làm thì mẹ kêu con lại nói, hay là con tự động lại nói? Thí dụ như con nó làm hư cái gì hay là sai gì đó, bỏ con, không sao, mất, bỏ. Tình cảm, tình nghĩa đối với mẹ con số 1. Vật chất là vật ngoài thân, không có gì con suy nghĩ con buồn hết. Đó, cũng vậy, mình nghĩ vậy đó. Cho nên con nghĩ rằng có người có tiền mà mua hạnh phúc không có được, mua tình nghĩa không có được. Cho nên cái gì hư bỏ, dù đó cỡ nào con cũng bỏ đi. Con người mình quý lắm. Đó, tôi có khuyên con vậy. Hay quá nha. Dạ. Con dâu có điều gì mà không có hợp với mẹ không? Em ở với mẹ 10 năm mới về thì em không hiểu ý mẹ, thì mẹ nói em hay cãi cho mẹ buồn lắm. Cái từ từ sống hiểu ý mẹ là biết mẹ thích ngọt, mới vậy mẹ nói là cứ chiều mẹ là mẹ thương. Có câu chuyện nào cãi mà mẹ giận em không? Dạ có. Giống như mẹ kia lấy cái chảo nó chiên cá,
em nói thôi cái chảo này con chiên nữa, con chiên chảo khác, ý là em cãi cho mẹ cho bằng được cái chảo khác, mẹ giận. Có cái chảo mà cãi vậy đó hả? Nãy em không có biết ý, về từ từ và về và mới ý mẹ là thích, mẹ thích thì cứ chiều cho mẹ làm mẹ được với mẹ. Vì anh ăn uống thì vẫn bình thường đúng không? Ăn uống thì bình thường, giống như em ăn thì cũng thoải mái lắm, như không thích ăn giống như ba má chồng thì ăn cá sông nhiều, em thì mới ăn cá sông, giống như ăn không được thì em cứ dụ má chồng em đi ăn vậy, giống như thèm bún mắm bún riêu rồi má con má đi và chở má đi, tại vì em biết ý má chồng là thích mấy món đó. Hay cũng định dễ sợ ha. Thấy chưa, các con dâu thì đơn giản thôi, đừng có gây mâu thuẫn, cứ má mình thích gì mình tìm hiểu, cứ mỗi lần giận lên mình rủ má đi mà tặng quà đó là má khoái liền, hết giận liền ha. Chuyện đơn giản, đây là một trong những kinh nghiệm mà nữa con cố gắng nha. Cho em hỏi tí là ở nhà mình có em bé chưa? Dạ có, đây đó, ngồi đó lúc mà ở đây kế ông nội. Ôi ôi, trong cái việc mà mình chăm sóc em bé á chị, mình có hợp với mẹ không? Hợp, khúc đầu thì em còn trẻ quá, em không có cho mẹ, cho con bú sữa mẹ thì mẹ chồng cũng hay la, chồng nói sao không cho cháu nội mà bú sữa mẹ, bú sữa mẹ tốt, nhưng mà lúc đó em còn trẻ, em còn ham vui, em không có cho bú sữa mẹ, mẹ cũng buồn cái đó, nhưng mà nói hoài em cũng không cho, mẹ cũng không nói nữa. Thì mình thấy đứa đầu lòng á, cho em bé bú sữa mẹ rất là tốt. Dạ đúng rồi. Nên cô muốn là cháu nội nó uống sữa mẹ đó cho nó tốt với em bé, sau này nó cũng được cái điều hòa. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ em, bởi vì sữa mẹ có đầy đủ chất gọi là kháng thể, chất dinh dưỡng tốt hơn sữa kia rất là nhiều. Nhưng tại sao con không cho, rồi cô có bộ giận không? Cũng hờn mát. Hờn mát là coi như con không có hiểu, nhưng mà không có la. Cô hờn chút xíu thôi, không thích thì chứ mình nói thì phiền tội nghiệp nó nữa. Nhiều khi nó sanh mới đây nữa, nó mới còn tháng giờ mình nói không nói, thôi kệ đi, chịu thì mua sữa cho em uống vậy cũng được. Nhưng mà suốt cả một chặng đường 10 năm như vậy, cái gì cô cũng không nói, cái gì cô cũng giữ trong lòng như vậy á, rồi nó có không có để gì buồn bụng hết á. Có gì thì sợ nhất là hai đứa trẻ thôi, hai đứa trẻ là mất hạnh phúc quá, sợ lúc nào mình cũng khuyên thằng con trai nói chuyện với em á, con vợ á, nói chuyện cho nó đừng có cọc tính và đừng có nóng nhanh. Thì trong nhà chồng nóng thì vợ bớt lời, thì vợ nóng thì chồng cũng phải nhịn. Cho nên nghe lộn gì á, con tức cái gì con không tay chân nha, má không thích. Con nói cái gì á là cô không có la, hai đứa vậy nghe đùng đùng gì trên gác là cô nói anh lên chỉnh coi hai đứa nhỏ cái gì mà nó đùng đùng vậy, có sao không, anh nói nó đùng đùng thì không có được làm gì con trâu, tôi không thích. Thì lên ảnh nó không có gì hết, nó chỉ la nó rồi thôi nó im. Cái vài bữa sau cái làm lần nữa ha, phát một tuần hai tuần nữa, cái cô cũng làm thinh, cô không có can. Cô biết là tuổi trẻ nó nhất thời lắm, chút xíu rồi bắt đầu nó quầm vui lại à. Cái hồi cái thằng trai đi mua đồ hay gì đó, cô kêu dâu vô nói con nãy giờ má thấy người lộn chỉnh nó không gài mấy kỳ rồi mà nó đùng đùng chỉnh, nó có làm đánh con cái gì không, làm má yên tâm đi, ảnh mà đánh con cái con quất liền. Con không để yên đâu, ảnh không dám đánh con đâu mà ảnh vọng vô cửa. Kẹp cái cửa quá nhỉ, lý do sao mà chồng em cứ đánh vô cửa hoài, tao mua cái bao cát gì tao để đây, nó vừa đỡ đau tay vừa đỡ hư cái cửa. Tại lúc thì cũng tức vợ mà không dám quýnh vợ, làm gì cho hãi giận. Tức gì em làm gì mà chồng để chồng em tức? Giống như gây thì em không chịu nhịn, gây gì nào đúng gì đâu em mới chịu, em không nhịn là không nhịn. Chồng tức quá không quýnh lợ cứ vọng vô cửa cho hả cái cơn giận. Em được biết là chị có cái tính là hay bỏ quên điện thoại lắm đúng không? Em thì giống như hình sanh từ thanh em bé ra, cái tánh em hay quên lắm, hay quên cứ đẻ đổ đâu là không nhớ. Cái giống như điện thoại em hay bỏ vô máy giặt, hầu như là em hư ba cái rồi đó thôi. Mất ba cái. Bỏ ba cái điện thoại vô máy giặt rồi. Không có một cái à. Hai cái. Và chị nó nước ngoài về cho một cái á, mừng lắm, cái quên để máy giặt sấy luôn. Sấy cái anh đó ngồi nghiến hoài không dám la vợ mà nghiến răng tức á, tiếc của thằng trai. Cái nói nè, má nói nghe nè, bỏ không có nghiến. Con nghiến mà vợ con đứng giờ nó cũng tội nghiệp, kệ sụ xuống mất bỏ rồi hư rồi nó cũng buồn vậy. Con đừng có nên nghiến vậy, con cứ vui vẻ đi. Không phải, vui đi. Chồng anh sợ không sợ hư cái điện thoại đâu, anh sợ hư cái máy giặt. Máy giặt nó tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta xem anh chồng sẽ có tâm sự thế nào ha.
giữa mẹ với vợ thì mình đứng giữa cũng khó xử. Giống như vợ mình tánh thì cũng khác, thích làm gì thì làm. Mẹ nói nhiều khi vợ còn giống như nói chuyện lớn tiếng với mẹ thì mẹ giống như buồn, buồn thì không ăn cơm. Mình nhìn mình cũng biết. Rồi xong rồi nhiều khi mình cũng muốn cho mẹ chồng nàng dâu thì lúc nào trong gia đình cũng êm ấm. Mình cũng nói thôi giờ em thương anh thì em mẹ nói gì thì em đừng có để bụng. Cứ giống như là mẹ dạy thôi chứ mẹ cũng không nghĩ, rất là thương con cái trong gia đình. Mình cũng có công việc của mình, vợ cũng có công việc, chị thì cũng có công việc. Mà về á, mình muốn là giống như chị làm, em làm, chị làm em phải phụ. Chứ em cũng không muốn là giống như giữa vợ mà làm không cũng không được, chị ở không cũng được. Chứ nhiều khi cũng cắn đắng trong người. Vợ mình thì thấy nhiều khi chị không phụ giúp á, rồi cái buồn. Buồn thì nói với em nghe thì kể rồi sao chị không có thương em Út, giúp đỡ cho em Út. Mà sao thấy công việc nhiều khi nói lơ. Có khi mình cũng phải tâm sự với mẹ, cũng nói rồi sao chị không giúp cho em Út nhiều cái khó khăn. Thì sau này mẹ mới hiểu được, mẹ mới khuyên chị con thấy em là con phải giúp đỡ. Thì lúc nào mẹ cũng dạy thì cũng anh em cũng phải đoàn kết á. Nhưng mà chị thì tánh thì hơi khác với em hết. Giống như còn nít lắm, lớn rồi, nhưng mà chưa có chững chạc mấy. Bởi vì hai chị em nó khó hòa hợp với nhau. Mới cưới về thì chị chồng em thì như chồng em kể thì có mẹ chồng em hiểu, mẹ chồng em cũng là đứng ra giải quyết khuyên chị em này nọ. Nếu có câu chuyện nào nó lớn lớn không? Có cái là công việc thì hơi chậm trễ chút, mẹ chồng em kêu thì sẽ làm. Còn không kêu là không làm đúng không? Có bao giờ mà cô phải giải quyết cái chuyện mà giữa chị với lại con em dâu không? Dạ có. Đứa nào không hiểu nhau cô nhìn cô biết liền, không cần đợi nói. Nhưng mà công việc nhà á, mỗi khi hai đứa mà giữa đi á, làm hết á, bé này với con trai mà đi giao hàng hay hoặc đi đâu đó thì con gái ở nhà cũng đi làm, thì cô nhà cô mổ chứ đi làm gì được, là cứ làm hết giúp cho con, để sợ sự hồi mâu thuẫn về là hai đứa sẽ hiểu lầm với nhau. Tại vì tôi sợ là tôi muốn lúc nào trong nhà cũng phải đoàn kết thuận hòa, thương yêu nhau, rồi mình hạnh phúc thì tất cả cái gì cũng được tốt đẹp đó. Cô không bao giờ là bỏ con đứa nào đó. Bởi vì khi bé này đi với con trai đi là cô có nói chuyện chị nó: con ơi, con là chị phải không, má là chị cả nè, là con phải là có sự đùm bọc và yêu thương gánh vác và cái gì cũng chịu thiệt thòi tí mới là chị đó. Mày chồng rất là tâm lý đó, cô muốn vậy đó, thương em. Cái câu chuyện rất là cảm động ở chỗ đó là mẹ chồng em á, sợ là công việc em về em làm cũng mệt, mà chị em về em mệt, tức là bệnh như thế mà vẫn cô vẫn làm, tức là hy sinh cả bản thân của mình để đem lại cái hạnh phúc của sự kết nối cho gia đình. Cái này là rất là tuyệt vời.